Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về Đức Mẹ hiện ra ở giáo phận Đà Nẵng, vẫn linh thiêng hơn 135 năm tại giáo xứ Trà Kiệu. Tại nơi đây, Đức Mẹ Maria đã hiện ra và can thiệp để giữ gìn các tín hữu trong thời gian bách đạo của quân Văn Thần, mà cao điểm là cuộc tấn công vào tháng 9 năm 1885. Tại nơi đây, có một lịch sử oai hùng qua sự che chở của mẹ Maria. Nhờ đó, các tín hữu đã giữ vững được đức tin của mình. Suốt 135 năm, qua nơi đây là điểm hành hương linh thiêng của rất nhiều người đã chạy đến cùng với Đức Mẹ Trà Kiệu. Trong số đó, có rất nhiều anh chị em người ngoại đạo. Trà Kiệu là một nhà thờ giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng, được mẹ Maria che chở một cách đặc biệt. Trà Kiệu cũng là một giáo xứ kỳ cựu trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Cùng với phong trào di dân từ miền Bắc và miền Trung vào phía Nam, vùng đất Trà Kiệu trở thành nơi dừng chân của nhiều đoàn người di dân. Làng Công giáo Trà Kiệu đã được dựng lên vào khoảng năm 1628. Từ năm 1883, sau khi vua Tự Đức Băng Hà nổi lên phong trào Cần Vương nhằm đánh đuổi quân Pháp và tàn sát người Công giáo, ngày 1 tháng 9 năm 1885, quân lính Văn Thân kéo đến vây làng Trà Kiệu. Trong khi linh mục Gruyère thuộc hội thừa Sai Paris và giáo dân không kịp chuẩn bị, cuộc giao tranh giữa làng Công giáo Trà Kiệu và quân lính Văn Thân kéo dài trong nhiều ngày. Tương quan về lực lượng chênh lệch, phe Văn Thân mạnh hơn cả về nhân lực và vũ khí, nên những người Công giáo đã bày tượng Đức Mẹ trên bàn thờ để cầu nguyện. Trong khi thanh niên lâm chiến, thì người già và trẻ con tập trung đọc kinh trước ảnh Đức Mẹ. Khi xong trận, họ lại quay về để tạ ơn Đức Mẹ. Khẩu hiệu tiến quân của giáo dân là Jesus Maria Juse. Mỗi khi quân Văn Thân tiến đến giáp lũy tre phòng thủ, thì đồng loạt tất cả giáo dân hô to khẩu hiệu và ào ra giao chiến. Sau đó, quân Văn Thân tăng viện thêm đại bác. Họ đặt các đại bác trên đồi Kim Sơn và Bủ Châu để bắn vào nhà thờ, nơi được xem như là trung tâm xuất phát của các trận phản công. Đồng thời, đây là biểu tượng của tinh thần kháng chiến của giáo hữu Công giáo. Nhà thờ Trà Kiệu bị trúng đạn một lần, nhưng tổn thất không đáng kể. Một khẩu đại bác đặt cách nhà thờ chừng 100 thước, nhưng không sao bắn trúng được nhà thờ. Theo truyền tục, thì võ quan chỉ huy đã thú nhận rằng ông ta cố tình nhắm bắn, thì thấy một người đàn bà xinh đẹp, bận áo trắng, đứng trên nóc nhà thờ, nên không thể nào nhắm bắn trúng được. Thông tin này đã khiến quân lính trong phe Văn Thân xôn xao. Vị linh mục và giáo dân nghe vậy đều nghĩ rằng phép lạ Đức Mẹ làm, cũng mong được nhìn thấy, nhưng không ai trông thấy ngoại trừ một người đàn bà tên là Chỉnh. Đồng thời, phe Văn Thân còn thấy nhiều trẻ nhỏ mặc áo đỏ, áo trắng từ trên không trung bay xuống qua lũy tre xanh, trên tay thì cầm gươm bạc sáng ngời và đánh giặc giúp giáo dân. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1885, phe giáo dân đã chiếm lại toàn bộ chỉ huy của Văn Thân đặt trên đồi Bủ Châu. Trà Kiệu được giải vây từ đó. Đêm đến, mọi người họp nhau trong nhà thờ sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa, nhất là Thánh Mẫu Maria. Năm 1898, giáo dân Trà Kiệu xây cất một đền thờ trên ngọn đồi Bủ Châu để ghi nhớ công ơn Đức Mẹ. Từ ấy đến nay, linh địa Đức Mẹ Trà Kiệu vốn nổi tiếng là linh thiêng, có rất nhiều người đến cầu khẩn mẹ và thường được ban rất nhiều ơn. Nhiều người tự cho rằng đã được chữa khỏi bệnh bằng lá non trượt trên đồi Bủ Châu. Ngày 31 tháng 5 năm 1971, Giám mục Đà Nẵng Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã chọn Trà Kiệu làm trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng. Và cứ hàng năm, giáo phận sẽ tổ chức ngày đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu vào ngày 31 tháng 5.